Easy Badminton. Okay, ngày hôm nay mình sẽ review cho mọi người cây Victor TKF Ultra. Thì đây là một cây vợt mới ra của thương hiệu Victor đến từ Đài Loan. Trước đây thì chúng ta đã biết đến những cái dòng TKF dành cho Tai Su Jing, dành cho Seth Tiawan và các cái dòng khác biệt, ví dụ như Aura Speed. Thì bây giờ Victor đã phát triển thêm dòng TKF Ultra. Sân cầu lông EZB, chơi là mê. Trước tiên là về ngoại quan đi. Đây là một cây vợt ngoại quan có màu sắc khá là chậm. Mình cảm tưởng đây nó rất là giống với cây TKF Seth Tiawan vậy. Ngoài cái tông màu đen ra thì còn được chấm phá thêm các nét màu vàng và màu nâu nữa. Thì nói chung là về ngoại quan thì đây không phải là một cây vợt quá đặc biệt. Tiếp theo là về thông số kỹ thuật. Thông số kỹ thuật thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải nhắc đến đó chính là cái đũa vợt. Đây là đũa vợt có đường kính đũa là 5.8mm. Đây là tính đến thời điểm hiện tại thì đây đang là đũa vợt nhỏ nhất thế giới rồi. Trước đây thì thương hiệu Li-Ning đến từ Trung Quốc đã sản xuất cây Li-Ning Apex 100 với đũa vợt có đường kính là 6.0mm. Ở thời điểm đó đã là một cây vợt có đũa rất nhỏ rồi. Thì bây giờ Victor cũng không hề kém cạnh gì cả. Muốn là tạo nên một cái đũa vợt còn nhỏ hơn. Nhưng mình cầm ở đây cũng rất là nhỏ mọi người ạ. Cầm siêu nhỏ luôn. Đang đánh mấy cái cây kiểu như là Canon Pro hay là Marshall ấy. Mà chuyển sang cây này cầm đũa nhỏ tí luôn, cầm như cầm cái đũa bình thường ấy. Còn về điểm cân bằng. Điểm cân bằng theo như nhà sản xuất đưa ra là 295mm. Cũng không phải là một cây vợt quá nặng đầu. Tuy nhiên thì cảm nhận ban đầu thì mình thấy đây cũng khá đầm. Tiếp theo là về độ cứng đũa. Ban đầu thì mình nghĩ là đối với cái thông số 5.8mm ấy, thì đây phải là một cây vợt rất dẻo, cực kỳ dẻo. Tuy nhiên thì khi mà mới trải nghiệm qua ở đây, mọi người nhìn xem nó không quá dẻo mọi người ạ. Thậm chí so với thông số mà nhà sản xuất đưa ra ấy, thì đây còn là một cây vợt có đũa hơi cứng thôi. Không quá là dẻo, không như mình mong đợi ban đầu. Mình đang có ở đây là phiên bản 4UG5. Mức căng tối đa là 14 cân, khoảng 31 LPS. Ở đây thì mình mượn vợt của bạn Đức Duy. Thì Duy chỉ căng khoảng 11 cân với cước X465 thôi. Em hãy trải nghiệm cùng mình cũng sẽ có Vũ Kiệt nữa. Thắng thì dạo này test vợt là hơi kém, nên là mình thay một Kiệt luôn. Sau khi mình trải nghiệm xong cây vợt TKF Ultra của nhà Victor thì mình thấy là đây là một cây vợt phù hợp với lối chơi phòng thủ phản tạp và tấn công nhanh. Khi mà mình phông cầu ấy thì cho quả cầu đi cao sâu. Về đập cầu thì mình thấy là nó không quá nặng nhưng mà cầu đi rất là nhanh và cắm. Còn về phản tạp ấy thì mình thấy đây là một cây vợt phản tạp tốt, khá là sướng em. Tuy nhiên thì điểm yếu của nó là có đũa, không phải điểm yếu, thực ra không phải điểm yếu mà là đây là một cây vợt có cái đũa hơi cứng. Đấy thì sẽ phù hợp với những người mà có một lực tay trung bình đến khá trở lên thì sẽ chơi tốt những cây vợt như thế này.
Sau khi trải nghiệm cây Victor TK Vulcha thì mình thấy đây là một cây vợt khá là cứng so với cái thông số đường kính đũa 5.8 mà nhà sản xuất đưa ra. Thường thì khi mà cái đũa càng nhỏ ấy, thì nó sẽ càng dẻo, nhưng ở đây thì đũa này tuy nhỏ nhưng mà lại có độ cứng khá cao. Theo như nhà sản xuất đưa ra thì nó hơi thiên về cái đoạn cứng đũa thì đúng thật. Khi mình trải nghiệm thử cái cây này ấy, thì nó cũng khá là cứng đấy. Mình chơi những cái quả phản tạt hay là phòng thủ ấy, nó đều rất là thoát tay, ra cầu cũng rất là chính xác và tốc độ nữa. Tuy nhiên khi mà đảm bảo được cái yếu tố về phản tạt ấy, thì cái độ tấn công của cây vợt này ấy, nếu như mà cho vào một tay chuyên công chẳng hạn, thì đây là một cây vợt khá là nhẹ, thì công sẽ không ổn lắm. Đây, mình là chuyên đánh lưới, mình chuyên về đánh lưới và phòng thủ hơn, cho nên là đánh cái cây này nó sẽ vừa tay hơn. Mọi người mà thích công ấy, thì đây có lẽ là không phải là một sự lựa chọn hợp lý đâu. Có lẽ là nên chơi các cái dòng khác, ví dụ như Aura Speed 100X chẳng hạn, giống như Mohamed Hassan ấy, thì sẽ hợp lý hơn. Về phong cầu mình sẽ chấm 8/10. Về đập cầu cũng 8/10. Còn về điểm phòng thủ phản tạt thì sẽ cao hơn một chút, là 9/10. Đó. Nhìn chung thì đây sẽ là một cây vợt chuyên về phản tạt hơn. Anh em nếu như mà thích công ấy, nên chọn một loại vợt khác. Trên đây là trải nghiệm của mình về cây Victor TKF Ultra. Thì mọi người có ý kiến như thế nào về cây vợt này, hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận nhé. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video khác đến từ EZ Badminton nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.